Đây là cái video mình review lần thứ hai về đôi giày Zoma bóng đá này, mã hiệu là 5033. Thì bây giờ mình sẽ đổi về đúng size là size 8 US, tức là size châu Âu là 41, nhưng mà size China là 25.5. Tại vì đợt rồi mình mang cái size 40 quá chật đi, tháo lót đi mà mấy ngón chân không nhúc nhích được, đứng lên là rất là tức cái chân. Thì bây giờ mình đợt rồi là cái đôi đó là mình đã đổi lại ra này rồi, thì mình sẽ đánh giá một chút xíu cảm nhận nhưng mà chưa đá nha. Bây giờ mình đo về cái trọng lượng trước đi. Bây giờ cái cân này là cái lót này là trọng lượng là 14 gram. Cái lót này của Nike Hypervenom là 11 gram, nhưng mà cái độ dày á, độ dày của cái lót cái Zoma này nó mỏng hơn nhiều, nó mỏng hơn đó, nó không có cái lớp nó vẫn có lớp vải ở trên nhưng mà nó mỏng hơn. Đôi này cái lót của Nike là mình đá rất là lâu rồi, còn về trọng lượng của một chiếc giày mà có cái lót của nó luôn á là bây giờ mình để lên là 303,4 gram, thì trên khoảng 3 gram so với cái đôi mà so với cái đôi xe 40, khoảng 3 gram. Xe 40 là 24.5 cm nha. Đôi này là 25.5, nhưng mà chân mình là mang đúng là xe 26 cm, thì đôi này mình mang rất là vừa ini luôn. Thì cảm nhận ban đầu là cái da của nó nè, cái da của nó mình nghĩ theo thời gian nó sẽ không giãn ra mấy, tại vì da rất là cứng nha. Ở phía đầu mũi này á, mình sẽ mang vô á, mình gần như là thấy nó ép sát với cái mũi chân luôn, nó không có bị phồng mũi, thấy gì chứ nó không có bị phồng mũi nha. Đó, còn ở bên trong thì rất là dày dặn, kể cả hai bên gót nè, hai bên gót anh nè, nhìn bên đây nè, mình sẽ thấy nó có cái phần đệm. Cái đệm này rất là dày để giữ cho cái gót của mình, nhưng mà khả năng cao mình thấy nó trơn á, nếu mà không siết dây chặt là nó sẽ trơn, nó sẽ gây hiện tượng nhấc gót. Còn bên hông này thì bằng nhựa thôi, nhưng mà màu rất là đẹp, khả năng là khó bị dơ lắm đấy. Khi mình ấn xuống như nè, nó lún xuống, ở ngoài bóp vô thấy mềm, nhưng mà ở trong cái lớp vải của nó ép rất là nhiều lắm, nên nó tạo cái cảm giác mà dày dặn lắm, chắc chân nhưng mà cảm giác bóng sẽ ít hơn. Còn đây là cái mũi dày á, thì cái mũi này người ta tạo cái rãnh rồi, nhưng mà người ta không có may đâu nha, người ta để sẵn vậy thôi. Còn rồi tới phần này các bạn nghĩ là đệm đúng không? Không phải đâu, cái này gần như là nó liền liên kết luôn với cái đế luôn á. Cái này giống như chỉ là lớp sơn thôi, lớp sơn nó là một so với cái đế thôi. Ở dưới người ta sơn màu vàng, trên đây màu trắng, ấn vô không lúng được, ấn rất là mạnh luôn, không lúng, không có êm đâu như cái đế Ezin đâu, cứ nhắc à. Rồi nói về phần cái đinh thì mình có thể nhìn như thế này, đây là một chiếc giày, thì ở giữa đây là những cái đường trung tâm á, ở giữa trung tâm thì cái mũi tên này, hình mũi tên này nó sẽ lớn hơn so với những cái mũi tên bên ở bên ngoài. Là các bạn nhìn là nó thành một cái đường thẳng đó, đó là điều mình nhận thấy được. Ngay cả trên đây cũng vậy, trên đây thì ở trung tâm đây là cái một cái đường thẳng nè, thì những cái đinh nó sẽ lớn và những đinh xung quanh hai bên rìa nó sẽ tập trung hướng vào muốn trung tâm. Thì kiểu này nó na ná giống Adidas. Ở phía đây thì nó hơi bọng, tức là ở đây nè, mình gõ vô mình cảm thấy là nó bị mỏng á, nó bị mỏng. Và ở đây nó lõm vô nha, ở khúc giữa này nè, nó sẽ lõm vô. Rồi nên khi đá thì mình sẽ đá những cái này mình sẽ mang, nếu mà chật quá thì có thể tháo lót, nhưng mà lót này rất là mỏng, thì mình đá mình sẽ mang lót này, khi mà nó dày bị lúng hay là bị dư á, mình sẽ thay thế bằng những cái lót dày dặn hơn. Ví dụ như là lót này dày mo mà nó cứng nhắc à, lót dởm thôi đó, thì nó sẽ nâng cái bàn chân của mình lên, đồng thời á, là nó sẽ nâng cái bàn chân mình lên cho
cái mũi chân mình nó sẽ khít với cái cớp bơ, đồng thời là nó sẽ sát cái mũi. Khi mình mang á, mình sẽ dư chân 26 cm đúng nha, thì mình sẽ dư được khúc như đây nè, đó là cũng ok rồi. Còn bữa hổm á, gần như là tới đây nè, bữa hổm nó chỉ có chút xíu thôi nhưng mà rất là khó chịu, tới đây nè nha, tới đây là bữa hổm mang nó chật hai bên, nó phía trước mũi nè, mấy ngón giò không nhúc nhích được. Còn hôm nay dư gân khúc như đây, không biết thì khi mà vô đá banh trong trận thì nó có sẽ bị trượt chân không. Rồi là về cái lót, mình đây mình cũng có một cái lót của AC 16.1 FG, thì lót này thôi mang vào ha, nó trượt lắm, nó trượt chân làm chân sẽ bị gây hiện tượng phồng bong bóng. Bữa hổm mình bị cái này luôn, bị sung huyết ở dưới chân luôn, là do cái lót nó bị trơn. Ở trong đây thì người ta không có may như là Nike hay Adidas, nó làm là cái vải bên trong hơn, cái vải trắng đó y chang này thôi, nhưng mà cái phần đen đen đó, cái phần đen đó thì nó sẽ không có may, có thể là nó đã dán rồi, nó may ở dưới không chừng. Còn cái này nó rất là cứng nha, bóp giờ không thấy lúng luôn. Lưỡi gà thì mỏng, không giác à, phía trên đây thì mỏng à, cảm giác đôi này rất là bền nha, nghĩ là vậy, chất liệu dày lắm, nếu mà có bung keo hay gì đó thì may là đá bao trâu bò luôn. Rồi hiện tại thì chỉ có nhiêu đây thôi, khi mà đá xong mình sẽ ấy thêm nữa. Những cái đinh này rất là nhuyễn, mật độ đinh nó cũng khá dày, nhưng mà cái chiều dài của đinh nó sẽ không quá dày, không quá dài cho mấy, không biết là đá trời mưa chợt không. Đôi này không sao, đá trời mưa thì chắc cũng không ngấm nước mấy, ngấm nước chỉ khả năng ngấm qua mấy cái đường kẻ thôi. Rồi xong, Nike của Joma Sin 1965 có hình cái cúp bên phía ngoài, ngoài ra không biết tên tuổi là cái gì. $229 tệ. Đây là bản size quy đổi của Joma, thì size 41 25.5, nhưng mà đáng ra ví dụ mình mang là 20 25 là vừa.